Cứ chạy Như đại vậy là luôn. phải tối ưu bài viết và sau đó là cứ thế vã tiền thôi. Đúng rồi, cơ bản là thế, mình cũng phải xoay sở, mình cũng phải xoay sở là sửa đối tượng này, sửa content này, remarketing này, có khi chạy test 3 tháng nó mới ra. Mình có một bạn học trò, một bạn này bạn cũng rất là giỏi. Đầu tiên là bạn ấy cũng không 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 có gì, bạn ấy xin đến học nghề. Thế mình cũng đồng ý cho bạn đến, bạn ấy còn 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 ăn ngủ ở văn phòng nữa. Cũng ở quê ra, thế mà bây giờ chạy đỉnh lắm. Bạn ấy bảo là em chạy bán cái sản phẩm là cái đồng đồng đồ đồng ấy, cái đồ ví dụ như là lư hương ấy, rồi bát hương bằng đồng ấy, đồ 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 gọi là đồ làng nghề Đại Bái đấy, làm đồng. Rồi em chạy 3 tháng không ra đơn, oải khủng khiếp. Test các kiểu không ra đơn, đến tháng thứ tư bắt đầu ra đơn có lãi. Nhưng mà cái đồ đó lại biên độ lợi nhuận cao lắm đó này. Đúng không? Cái đồ đó Nhưng mà lại bạn ở quê ra, cái xuất phát điểm bạn không có nhiều vốn mà bạn chạy dòng dã được đến tháng hết tháng thứ ba, tháng thứ tư là bạn quá giỏi. à, ngày xưa là đi học thầy lúc đấy không có gì, xong bắt đầu dần dần đi làm thuê rồi chạy vạy rồi làm cái này làm cái khác cũng có một chút, bây giờ khá lắm, bây giờ khá lắm. Giờ tháng kiếm 1-2 lít chuyện bình thường, hầu hết bọn chạy quảng cáo tốt bây giờ tháng kiếm 1-2 lít rất bình thường luôn, hoàn toàn bình thường. Tất nhiên là ai cũng tay trắng mà, ngày xưa thầy tay trắng mà, chứ có phải là các bạn ấy tay trắng đâu, chuyện bình thường. Vì dân mình nghèo mà, ai trả tay trắng, vấn đề là ai kiên trì với cái công việc của mình hay không thôi. Đấy, bao giờ Thủy làm bà trùm đồ lót bán khủng khiếp. Một ngày tính một xe tải. Thầy cho em hỏi khi nào chạy Rồi, cắt đối ông tượng Nghĩa mang mà đổi máy đi nhé. Mỗi lần ông là hỏi nhiều nhất mà lớp mà cứ có cái gì xẹt. có này, em bật máy lạnh mà không có quạt sao kỳ đó, chắc do cái thầy cho em hỏi chừng khi nào là mình cần tách đối tượng ra thầy, hay là sao thầy, cái tách đối tượng đó em cũng không hiểu, mà em thấy em cũng học ở trên mạng đồ này kia, thấy ta tách ra là chia nhóm chia tuổi đồ này kia này nọ đến chi em cũng không hiểu, Nghe mà không em không hiểu, nghe trên mạng. em Tắt đi, cũng tắt đi, tắt đi, tắt anh cũng ra đi. cái. Thì chia nhóm là như thế này, thế là nhá. Chẳng hạn như là em vẫn cái bài full xăm đấy của em, vẫn cái bài full môi đấy em chạy, làm thứ nhất là nhóm tuổi từ 18 đến 24 em chạy một bài riêng, nhóm từ 24 rồi đến 30 em chạy bài riêng, ví dụ thế, hay 30 đến 45, hay 30 đến 35 em chạy một bài riêng, thay vì em chạy một phát từ từ 20 đến 45, hiểu chưa? Thậm chí nó còn chia nhỏ nữa, một tuổi một, ví dụ như là 20 đến 21, 21 đến 22, 23, kiểu kiểu thế. Còn chia nhỏ nữa. Ngày xưa có thằng nó chạy buồn cười, nó cho mình xem chiến dịch ngất luôn, mà thôi thôi anh không chạy được. 63 tỉnh nó chia 63 chiến dịch. Nó chạy bán quần áo toàn quốc, xong trong từng tỉnh nó trong từng tỉnh đấy nó lại chia từng từng tuổi. Ôi trời, nó bảo một ngày em đặt đâu đó khoảng 200 chiến dịch. Mình thấy hay mình hỏi là thế có hiệu quả không? Nó bảo cũng chả hơn gì anh ạ. Thầy ơi, thế có để target cụ thể cho từng bài không ạ? Có chứ, đổi bài bài mình cũng đổi, Không, ý là để thì ok hơn hay là không để cho nó rộng ra? target cho từng bài rộng ra có chứ, vẫn phải chọn chứ. Mình ví dụ mình bán xe ô tô, à xe Piaggio, thì mình phải, một là mình nghiên cứu khách hàng của mình là ai, hai là mình phải test xem là trong quá trình vừa rồi mình chạy thử 1 tháng ra là đối tượng như thế nào, content như thế nào, hình ảnh như thế nào, thì nó là được tương tác mạnh nhất, nó là ra đơn nhất, thì lúc đấy mình chạy theo. Chứ bây giờ em mà chạy rộng á, thì lỗ. Em mà chạy rộng thì gần như là toàn vào khách có xe rồi, rất là khó. Giờ em đổi sang chạy tương tác page đi. Em chạy thì em chỉ chạy hiển thị thôi nhỉ? Chạy hiển thị đấy là làm thương hiệu nhé. Vâng, em quảng cáo cái trang đấy thôi. À, cũng được, giống như là em bảo là nói chung là Em kiểu như đăng một là bài tổng thể lên ấy, đúng đúng là đúng trong đúng đó có tất cả những cái dữ liệu gì liên quan đến cửa hàng.
Hoặc là Thôi được. em chỉ chạy một bài đấy thôi, hay là em đăng cái đấy lên là em chạy cả trang nhỉ? Em đang không hiểu cái Không, mình đấy. làm một bài chung, mình chạy hiển thị giống như kiểu như là nhận trung tâm mua bán ký gửi xe Piaggio các phiên bản này nọ, ý ý là thế, tại mình nhận cả mua, mình nhận cả bán, mua giá cao bán giá thấp, chỉ lời mỗi tình cảm thôi, lưu số điện thoại này vào nếu bạn có nhu cầu mua và có nhu cầu bán, kiểu kiểu thế đúng không, phang số điện thoại, phang địa chỉ cửa hàng. Nhưng nếu mà chạy hiển thị như thế thì chạy dòng mấy ngày hay là chạy theo từng ngày một thật này? Tại vì theo từng ngày một thì sẽ xét được thời gian nó hiển thị ấy. Còn nếu mà chạy dòng mấy ngày liền ấy thì là mình Em không biết thích là chạy theo lịch trình gì, ý em là trong một ngày em muốn chọn khung giờ chạy cái gì? vâng, thì là em chọn cái khung giờ mà cái lượt hiển thị mà người ta hay online nhiều nhất ấy, thì là chọn hiển thị lượt đấy. Cũng được, em chạy dài ngày cũng được mà, dài ngày vẫn vẫn lựa chọn được cái đó, nhưng mà em chọn trong cái phần về ngân sách ấy, với lại lịch trình ấy, thì em phải chọn lịch trình trọn đời thì nó mới ra được lịch trình, hiểu không? Nhưng mà chạy dài ngày thì nó chi tiêu hơn hay là Không, ngân sách mình thiết lập chứ, ví dụ nha, ví dụ em chạy 1 tháng, ví dụ nhưng đây nó em cứ đặt trừ vớ vẩn đấy chứ, nó cứ thích trừ bao nhiêu thì trừ, em không biết là nó giờ đâu nào nó trừ như đâu nào. đâu đâu, đâu. Nó không, nó trừ theo ngày, tất nhiên thỉnh thoảng nó cũng lỗi nhưng cơ bản là nó sẽ trừ theo ngày, thỉnh thoảng nó cũng cắn quá. Thì ví dụ nha, em đặt là ví dụ bây giờ em có ngân sách là 10 triệu đi, thầy nói ví dụ đấy, em có 10 triệu chạy ra 1 tháng thì bình quân mỗi ngày 300.000. Đấy, bình quân mỗi ngày 300.000 thì em đặt một phát luôn là 10 triệu cho 30 ngày bài này. Đấy, khu vực Hà Nội hoặc là Hà Nội bán kính khoảng 80 km, vét luôn cả Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang luôn, vét luôn. Đấy, sau đó là em đăng một bài poster hoặc một bài video lên. Nếu được tốt nhất, tuyệt vời nhất là nên làm một bài video. Một bài video quay như này. Quay xong rồi ai đó, em hoặc ai đó, hoặc là kiếm một bạn nào xinh xắn phỏng phao đứng nói bên À, em mua anh bán, đang định làm thế. bên em mua bán xe đi xe đến, kiểu biểu nói chung là cái nội dung TVC quảng cáo nó hấp dẫn một chút, nó hài hài một chút, để tại vì khách của em sẽ là khách trẻ và khách nam nhiều, thì những cái video như vậy nó sẽ thu hút, và khi nó thu hút thì nó sẽ có xu hướng là tương tác tốt đấy. Viết được cái content này nghe cô cũng đau đầu. Thế cho em hỏi tí là nếu mà mình có nên lúc mà Ừ. mình mới chạy thử thì mình có nên chạy thử khoảng tầm 2-3 bài content khác nhau không rồi? Có chứ, đã gọi là thử đi, mình thử hết, thử content, tức là hết content này không được, content này đấy, 2-3 bài cùng lúc hay 5-10 bài cùng lúc, hay là bài này trước bài này sau, đấy là cách chạy của em, thế còn là phải thử. Đấy, vừa thử content, vừa thử nhắm chọn, vừa thử địa điểm, thử hết, thậm chí là giá bán ấy, thằng bán đồng ấy nó kể đấy, à, trước em để 30 triệu em không chạy được, khách không chốt được, sau đó em mới yêu cầu là vẫn cái mẫu như thế nhưng mà giảm khối lượng đi, tức là cái độ dày của sản phẩm ấy nó giảm đi. Em xuống giá còn khoảng 12 triệu một bộ, tức là rẻ gần gấp 3, đang bán 30 bán 12 phát chốt phần phập luôn. Thế suy ra là gì? Đấy, quảng cáo. Mọi người cứ đi học quảng cáo đấy, nhưng mà mọi người không hiểu khách hàng muốn gì. Khách hàng nó muốn to đẹp như thế nhưng giá là 1/3 thôi. Thế thì giảm giảm bớt đi. Giảm bớt khối lượng đi, giảm trọng lượng đi, nó cũng không cần nặng như thế. Mà không cần nặng như thế lại vừa ship nó lại vừa rẻ. Đấy. Chỉ cần cái bề mặt là bóng, bóng mà và để lâu oxy hóa mà để đánh bề mặt thật kỹ vào. Thế là khách người ta nhận được sáng choang, soi gương người ta thích. Thế là nó bắt đầu đáng, đến tháng thứ tư nó chốt được. Nó cứ mỗi ngày em vã vài trăm, tháng em vã đôi 30 triệu, test vô tư thầy ạ. Bây giờ mà lớp mình mà bảo chạy 20 triệu một tháng, test 3 tháng chắc mài cạo đầu vôi vôi thầy Văn Anh mất. Đúng không? Rồi nếu không mà tôi quảng cáo thì chi phí cao, thâm hụt tiêu tiền, giảm lợi nhuận, tốn thời gian đúng không? Và buổi sau tôi sẽ dạy về tối ưu quảng cáo cho các bạn.
Có câu hỏi gì không? Thầy cho em hỏi câu cuối. Ừ. Thầy cho em hỏi bây giờ cái fanpage cái fanpage của vợ em mới tạo đó, bây giờ em có cần chạy tăng like để cho từ 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 để cho nó mình chạy chi phí cái CPM nó sẽ giảm xuống không thầy? Nó sẽ rẻ hơn hay là nó mình mới tạo fanpage có mấy chục like à? Mình chạy quảng cáo quá giống như hồi em chụp hình em gửi lên đó thầy. Các thì nếu mà có tiền làm thương hiệu một chút thì tốt nhá, có tiền làm thương hiệu một chút thì tốt, sau này nó vẫn có lợi cho mình, nhưng mà thương hiệu thì mình muốn truyền thông thông điệp gì, với vợ mình này, bao nhiêu năm trong nghề đấy, mà đã phun xăm hàng nghìn, đã làm đẹp cho hàng nghìn phụ nữ đấy, tay nghề rất đẹp và sẽ tạo ra được những cặp máy ưng ý, mực thì nhập khẩu đấy, rồi thì rất là an toàn này nọ đấy. Cứ vã thôi, hết dịch chị em nhớ đến làm đẹp nhá, bây giờ cứ chạy đi. Thầy ơi cho em hỏi ạ. Ừ. Ví dụ em chạy chuyên live page chẳng hạn nhá. Thì em thấy có một cái quảng cáo của em ghi là bị bão hòa nội dung. Ừ. Và một cái quảng cáo khác cũng là live page thì ghi là chưa hoàn tất giai đoạn máy học. Tuy nhiên Ừ. rằng là em vẫn thấy báo cáo là vẫn vẫn ra kết quả và vẫn mất tiền. Thì Ừ. hai cái phân phối nhóm quảng cáo ghi bão hòa nội dung với cả chưa hoàn tất giai đoạn máy học này có nghĩa lý gì ạ? Ok nhé, thứ nhất là mọi người phải hiểu là cứ quảng cáo đặt xong mà bắt đầu chạy là mất tiền luôn. Đấy, nó sẽ trừ ngay, quảng cáo hiển thị là trừ ngay. Còn chưa hoàn tất máy học tức là gì? Ý ý của thằng Facebook nó bảo là để cho nó chạy, để nó học đã, để nó tối ưu cho mình. Chứ không phải là chưa hoàn tất máy học là không mất tiền nhá. Đặt quảng cáo nó phê duyệt phát chạy là mất tiền ngay. À, đúng rồi Câu hỏi. Có câu hỏi nữa không? Hôm nay. thấy cho em hỏi một chút Ừ. ạ. Em đang làm cái công việc bất động sản đấy, Ừ. thì theo như thầy thì nên chạy theo cái tương tác của fanpage hay là chạy theo tin nhắn hay là chạy theo như thế nào ạ? Là Bất hiệu động quả nhất. sản Dạ. thì mình nghĩ là bây giờ mọi người chủ yếu chạy tương tác với tin nhắn, cũng một trong hai lựa chọn đó, hoặc là một số người thì chạy truy cập vào web để nó về cái dự án landing page của cái dự án đó, sau đó trên landing page thì có form. Đấy, một số bạn thì cũng có thể chạy dạng là khách hàng tiềm năng. Đấy, một số bạn chạy khách hàng tiềm năng thì nó nhàn ở chỗ là bấm vào phát nó ra số điện thoại luôn. À, vâng. Nhưng mà theo như em thấy thì những cái khách hàng tiềm năng đấy thì rất là ít, chạy ra rất là ít. Vì trước em cũng chạy rồi. Hay là do là em tai nghe chưa chuẩn. Xu hướng bây giờ mọi người thích chạy tin nhắn và tin nhắn có vẻ được rẻ. Đợt này bọn em chạy cũng không ra nữa, chắc là mình target chưa chuẩn đúng thầy, bởi vì em chạy thông khoảng tầm 10 ngày thì ra được khoảng tầm 5 khách nhắn tin, rất là ít, một số rất là ít. Ừ. Cũng không hẳn là do target chưa chuẩn đâu, do thời điểm. Em cứ thử đổi đi thôi. Em cứ thử đổi đó. Bây giờ thầy hoặc là em phải đưa chiến dịch cho thầy xem, chứ còn ngồi nói sự khơi khơi này thì cũng hơi khó cho thầy. Hiểu Dạ không? vâng. Mọi người chụp màn hình đưa lên Zalo, hoặc là nếu không muốn public trong nhóm thì gửi riêng nhá. Dạ vâng thầy. Ok, rồi, hôm nay cho mọi người nghỉ đi. 22 giờ 15 rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Có vấn đề gì nhá, real time cứ chat trong nhóm hoặc là chat riêng cho thầy nhá, hỗ trợ luôn. Tài liệu đã gửi rồi, xong mấy nữa sẽ gửi video cả bộ record bài hôm nay cũng sẽ gửi nhá. Bye, see you. Have Chào thầy a ạ. good night. Thầy, chúc Chào thầy cả ngủ ngon ạ. nhà. Thầy ạ, mọi người ngủ ngon nha. Chào cả nhà ngủ ngon.